Kính bạch thầy, con xin phép được hỏi thầy. Một, bố con đã về hưu và năm nay đã 73 tuổi. Bố con rất hay đánh đề. Bố con thường đánh đề 5.000, 10.000 trên một số đề. Đôi khi đánh đề cả tiền trăm. Con biết như vậy là không tốt và nhiều lần nhắc nhở bố thì bố nói là bố chơi cho vui vì già không biết làm gì. Con xin phép hỏi thầy, bố con đánh đề thì có bị quả báo như thế nào? Con phải làm như thế nào để bố không đánh đề nữa ạ? Xin thầy hoan hỉ trả lời cho con. Có một Phật tử tâm sự rằng có bố, tức là ông cụ năm nay đã 73 tuổi rồi, chắc làm cán bộ công viên chức nhà nước hoặc là làm cho doanh nghiệp nào đó, năm nay đã về hưu. Về hưu tức là chắc là làm cho nhà nước thì năm nay mới về hưu, mới có nói là mới có về hưu như vậy. Nhưng Phật tử này nói rằng ông cụ thì thường hay đánh đề 5.000, 10.000 trên một số đề, thậm chí là đánh cả tiền trăm. Phật tử này đã nhiều lần khuyên bố thì, nhưng mà bố nói là bây giờ già rồi cho nên là không có việc gì làm, cho nên chơi cho vui. Đó. Thì đấy cũng là cái lý do của người chơi. Và Phật tử này hỏi rằng bố mình hay chơi lô đề như vậy thì sẽ bị quả báo như thế nào, và xin thầy là giải đáp cho. Các cụ chúng ta ngày xưa hay thường nói là gì nhỉ? Cờ bạc là bác thằng bần, cửa nhà bán tất, bước chân vào tù. Cờ bạc là bác thằng bần, cửa nhà bán tất, bước chân vào tù. Hay các cụ ngày xưa chúng ta cũng hay thường nói là gì? Chơi đề ra đây mà ở. Ý ở đây là các cụ muốn nói rằng đúc kết lại, từ xưa đến nay không có ai giàu có, không có ai có thể gì sống sung túc mãi mãi trên cái nghề gì cờ bạc lô đề cả. Hôm nay được, ngày mai mất, thậm chí được một ngày mất 10 ngày. Đó. Tôi trước đây khi mới xuất gia có quen một cái gia đình của cái chú Phật tử cũng rất là thân tín với sư phụ của chúng tôi, và sau này cũng rất thân tín với chúng tôi. Ngày xưa thì gia đình sống rất là có điều kiện. Gia đình ở cái phố Khâm Thiên, và ngày đó đất thì hàng nghìn mét vuông đất ở cái phố Khâm Thiên. Ông cụ, bà cụ ngày xưa cũng thuộc dạng là địa chủ có điều kiện, cho nên khi mất đi để lại cho con cái rất nhiều là đất cát ở cái phố Khâm Thiên này. Và gia đình cũng làm ăn rất là thịnh vượng. Nhưng một thời gian thì cái chú này thì đi vào là đánh đề xong rồi làm cái đề. Đó, tức là lúc đầu thì đánh, xong rồi thì làm cái đề. Và sau này dần dần lại mất gần như là hết tất cả cái công ty, nhà máy để sản xuất, làm ăn trước đây phát đạt rồi, cũng đội nón ra đi hết. Rồi dần dần đã đến như đất cát bố mẹ để lại cho cũng dần dần đã đi hết. Bán dần đến nỗi chỉ còn một cái nhà khoảng độ tầm bây giờ đợt tôi ra nhà xem, áng chừng khoảng độ khoảng 3-40 mét vuông đất thôi. Đó. Bán gần hết, mà thậm chí còn nợ nần là, cho nên có khi là mới năm kia Phật tử mới giải hết nợ, vị mới giải hết nợ. Và tôi cũng đã khuyên rất nhiều lần nhưng vị cũng vâng dạ mà không nghe, đến khi mà bán hết sạch nhà cửa rồi, đất cát cũng cắt ra từng phần từng lô, bán gần hết rồi, chỉ còn cái khoảng 3-40 mét ở cái thẹo, thế là xây cái nhà cấp 4 tạm lên ở. Mà lúc đó là nợ đến hàng mấy tỷ nữa rồi. Thế khi đó không còn tiền để chơi nữa mà phải chịu. Đấy là những cái người gì? Người tôi mắt thấy tai nghe. Rồi còn rất nhiều những người cũng từ cái chỗ cờ bạc lô đề, cá độ mà tan nát gia đình. Ở đây ấy, thì các cụ ngày xưa người ta nói đều có những cái sự chứng nghiệm, trắc nghiệm và đúc kết lại những lời nói của các cụ không có sai một chút nào cả. Cờ bạc là bác thằng bần, cửa nhà bán tất bước chân vào tù, không có sai. Hoặc là lô đề, chơi đề thì ra đây mà ở. Cái đấy là các cụ đã đúc kết lâu lắm rồi. Vì vậy mà ở đây Phật tử này hỏi rằng á, nếu mà bố có đánh đề như thế sẽ bị quả báo gì? Cái quả báo nhãn tiền này, đó là bị những tầng lớp tri thức ở xã hội gì họ coi thường. Những người bạn bè của mình ấy, mà họ thuộc cái những cái tầng lớp mà tri thức gia giáo ấy, họ không chơi với mình nữa, họ lánh xa mình. Và kết quả là gì? Mình chỉ chơi được với những người cùng cái gì, cùng cái sở thích với mình thôi. Còn những cái tầng lớp mà gọi là tri thức thượng lưu, những tầng lớp mà có đạo đức, nhân phẩm tốt ở xã hội, họ sẽ xa lánh mình. Đó. Cái đấy là cái mất, trước tiên là mất đó. Thậm chí họ hàng, những người thân tộc trong họ hàng nội ngoại mình mà họ sống gì chân chính liêm khiết đó, họ cũng gì sẽ dần xa lánh mình. Và một cái điều nữa thì không nói được con cháu. Đáng lẽ thì 73 tuổi là tuổi gì ông nội, ông ngoại rồi. Nếu có con trai thì là ông nội rồi, con gái thì là ông ngoại rồi. Ở cái tuổi này á thì đáng nhẽ gì chỉ cần ho một tiếng thôi, cả con trai con gái, con dâu con rể, cháu nội cháu ngoại là phải gì phải răm rắp để nghe theo. Nhưng mà như thế này thì ai người ta nghe? Con trai con gái, con dâu con rể gì nó không coi thường. Có thể là nó không nói ra bằng miệng, nhưng mà gì những cái lời nói và hành động này, các con các cháu mình nó không phục. Cái đó là cái gì? Cái mất ngay, cái mất nhãn tiền này. Tôi chưa nói về quả báo, chưa nói về quả báo. Còn quả báo ở đây ấy, thì sau khi ấy, chết đi đọa lạc hay là như thế nào đó thì cái này chỉ có Phật Bồ Tát mới thấy mới biết được. Tôi thì chưa thấy chưa biết được, chưa phải là Phật Bồ Tát, chưa có thần thông, chưa biết, cho nên không dám nói bừa. Nói bừa thì sợ là gì? Phạm vào cái tội là vọng ngữ. Cho nên tôi chỉ nói ngay cái quả báo nhãn tiền. Đó là gì? Bạn bè, người thân, những người tri thức, những người có phẩm chất, có đạo đức, có lối sống lành mạnh ở xã hội, họ sẽ xa lánh và họ sẽ không tôn trọng mình như trước đây nữa. Cái đó là cái chắc chắn rồi. Đó, cho nên ở đây thì Phật tử này cũng cố gắng tìm những cái phương thức, những cái lời khuyên nó phù hợp để nói cho bố mình nghe. Và bố mình bảo là bảo bố không có việc gì làm ư? Nếu mà nhà ở Hà Nội á, thì nếu mà bố của Phật tử này mà làm gì bộ đội hay là công an về hưu, hay là cán bộ công viên nhân viên chức về hưu á, gần cái khu vực đường Phạm Văn Đồng ấy, thì đưa đến gặp mấy bác cán bộ về hưu trước đây cũng không biết làm cái gì, cũng chỉ có đi ngồi đánh cờ ở khu phố thôi. Nhưng mà sau khi từ năm ngoái năm kia biết đến Phật Pháp, biết đến bộ Kinh Bản Nguyện Bồ Tát của Bồ Tát Địa Tạng mà thầy hội tập và giảng đó, thì các cụ ấy bây giờ đều cùng nhau học Phật, đều cùng nhau tụng kinh. Thậm chí là ở trong quân đội các cụ thì đều đeo loan là cấp tá, cấp tướng cả với nhau. Mà các cụ còn cùng nhau học Phật. Thậm chí có cụ gì còn tụng kinh cả sáng cả tối, cả trưa nữa. Ngày tụng cả 3 thời để hết cả 3 quyển Thượng Trung Hạ, Kinh Bản Nguyện Bồ Tát Địa Tạng. Quý hóa lắm. Các cụ giác ngộ rồi, hiểu ra rồi ấy, thì các cụ thậm chí xả cả là xuất các cụ là cấp gì, cấp tướng, cho nên là được, sau khi mất đi là được đảng, nhà nước với quân đội là cho một suất là vào trong nghĩa trang mai dịch. Nhưng sau khi ngộ Phật rồi, các cụ đem giả nhà nước, đem giả chính phủ, và các cụ xin là đăng ký nhập tháp lên chùa để làm sao để được, sau khi xả bỏ báo thân, nếu được vãng sinh luôn thì tốt, chưa được vãng sinh thì các cụ cũng gì được nương gần nơi cửa Phật để tu tập, ở trong những đất Phật để tu hành, để mong sớm được giải thoát giác ngộ. Có việc làm đấy. Việc làm đó mới là cái việc làm gì hữu ích. Việc làm đó mới là cái việc làm đem lại lợi ích muôn đời cho bản thân mình. Và thậm chí là nếu khi mà chúng ta được lợi ích rồi, cho bản thân được giải thoát rồi, chúng ta còn có thể đem giáo lý giải thoát giác ngộ của Phật, của Bồ Tát để giáo hóa cứu độ chúng sinh nữa. Tức là độ mình, độ người. Có thời gian, tại sao không gì? Không tìm hiểu Phật Pháp, không nghiên cứu Phật Pháp. Hãy đọc kinh Phật đi, hãy nghe giảng về gì giáo lý của Đức Phật đi, rồi vị sẽ thấy là gì? Các vị sẽ thấy rằng cuộc đời của mình trước đây sống 73 năm trời chưa gặp Phật Pháp, quả thật là uổng, thực sự là uổng. Ngày xưa có các vị đại thần, các vị quan lại, các vị tể tướng, sống cũng 60-70 tuổi, làm lên chức tể tướng, chức đại tướng quân, dưới một người trên muôn người. Nhưng mà khi về già, các vị gặp được Phật Pháp, và các vị phải nói rằng là quả thật là cuộc đời mấy chục năm khi chưa gặp Phật Pháp, sống uổng phí cả một đời. Khi gặp Phật Pháp rồi mới thấy gì? Thấy cuộc sống này thực sự là có gì? Có ý nghĩa. Thậm chí các vị biết là một vị vua nữ đầu tiên cũng như là gì? Cuối cùng trong lịch sử chế độ phong kiến Trung Hoa mấy nghìn năm, 4.000 năm, đó là vua gì? Võ Tắc Thiên. Võ Tắc Thiên là một vị vua nữ đầu tiên cũng như là cuối cùng, tính cho đến gì? Tính cho đến khi hết chế độ quân chủ phong kiến của gì? Của lịch sử đất nước Trung Hoa. Võ Tắc Thiên khi được học Phật, ngộ Phật, Võ Tắc Thiên phải thốt lên là gì? Vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp, bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thụ trì, nguyện giải Như Lai chân thực nghĩa. Đó chính là bài kệ khai kinh mà bây giờ tất cả tăng ni Phật tử tu tập theo pháp môn Đại Thừa hay còn gọi là Bắc truyền Phật giáo đó, trước khi tụng bất cứ bộ kinh nào đều có gì? Có đọc tụng bài kệ khai kinh. Khai kinh kệ vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp, bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thực nghĩa. Đó, một vị vua, một vị quốc vương khi được học Phật, được nghe Pháp, ngộ được chính Pháp của Phật, còn phải thốt lên những cái lời như vậy. Cho nên là huống chi là hàng phàm phu tục tử của chúng ta, huống chi là hàng gì? Những người dân bình thường của chúng ta đó. Chúng ta biết họ làm vua, họ phải có phúc báo mới làm vua, có phúc báo mới làm gì? Làm được nguyên thủ quốc gia, mới lãnh đạo được cả một dân tộc, cả một đất nước. Nhưng mà khi học Phật, gặp Phật, học Phật và ngộ Phật, ngộ được giáo lý của Đức Phật, họ thốt ra những lời như vậy. Cho nên việc thì có rất nhiều, mà những việc tốt cơ, những việc tốt, những việc rất tốt cơ, có cái làm hay không mà thôi. Đó, thì cái này thì Phật tử có thể tìm những cái cách phù hợp, nhẹ nhàng để khuyên bảo ông cụ làm sao cho dần dần ông cụ bỏ được cái đó đi. Chơi vào cái đó xấu lắm. không phải tốt đâu. 5.000, 10.000 cũng xấu. Các vị biết rằng đồng bào của chúng ta ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, thậm chí là những em bé có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cơ nhỡ lang thang ở khắp đầu đường hè phố kia. Chỉ một cái bánh mì thôi, để sống qua ngày có khi thì họ còn không có. Này là gì? 5.000, 10.000 một số đề có ngày đánh gì? Đánh cả 100.000. Tháng lương 4-5 triệu bạc. Mà ngày gì? 100.000, 200.000 thì còn gì nữa đâu. Mà nếu mà ăn tiêu không hết, cái tiền lương ăn tiêu không hết thì nhon nháp gì. Làm từ thiện giúp đỡ đồng bào nghèo, những đứa trẻ mồ côi, những người già khuyết tật. Thậm chí là nếu mà là bộ đội á, thì ủng hộ những gì, những đồng đội của mình đi. Đồng đội của mình có những trường hợp là thương binh, gia đình còn hoàn cảnh khó khăn lắm. Các bà mẹ, các anh hùng liệt sĩ, nhiều bà mẹ còn khổ lắm, nhiều ông bố còn khổ lắm. Đó. Nên khuyên gì? Nên khuyên Phật tử này, nên khuyên bố mình như thế.